Khang Hy Đế của nhà Thanh không chỉ là hoàng đế sống trường thọ nhất, mà còn là vị vua có nhiều con nhất. Theo sử sách ghi chép, Khang Hy Đế có tổng cộng 35 con trai và 20 con gái. Nhưng nếu bỏ qua những người chết yểu thì còn 24 con trai và 12 con gái. Trong 12 vị công chúa có 8 người sống đến lúc trưởng thành và nên gia lập thất. Công chúa được Khang Hy yêu thương nhất chính là Ôn Hiến công chúa. Ôn Hiến công chúa là con gái thứ 9 của Khang Hy, sinh vào năm 1683, mẹ là Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu. Cũng có thể nói bà chính là em gái ruột của Ung Chính Đế, thân phận cực kỳ cao quý. Ôn Hiến công chúa từ nhỏ luôn được nhiều người yêu thích, đặc biệt là Nhân Hiến Thái hậu. Vị Thái hậu này yêu chiều cháu gái hết mực, từ nhỏ đến lớn không rời một bước. Đương nhiên, những gì mà Ôn Hiến công chúa thể hiện để khiến người khác yêu thích không phải là giả tạo, mà cô cực kỳ có thực lực và học vấn. Trong Hoàng Triều Văn Điển có ghi chép về Ôn Hiến công chúa như sau. Ôn Hiến công chúa nhận được sự dạy dỗ tử tế từ nhỏ, thông minh lanh lợi, trí tuệ hơn người, thích học thơ, đọc sách, hành động cử chỉ đầy lễ độ. Từ đó có thể thấy, Ôn Hiến là một cô công chúa thông minh hiếu học, vô cùng tài hoa, và tất nhiên ai lại không thích những cô gái tài hoa. Trong Vi Hoàng Thái Hậu Hoàng Tử Công Chúa, đẳng dự bị Trư Nga Kê Đẳng Sổ Mục Thanh Đan, từ Khang Hy Triều Mãn Văn Chu Phê, đối với việc cung ứng cho công chúa có ghi chép lại: Tứ công chúa Cố Luân Khác Tỉnh công chúa và Lục công chúa Cố Luân Thuần Khác công chúa đều chỉ được 4 cân thịt heo, các công chúa nhỏ hơn càng nhận được ít hơn, mà Ngũ công chúa không những được 5 cân thịt heo, còn nhiều thêm ngỗng nửa con, gà một con. Cũng biết là vì nuôi dưỡng bên cạnh Thái hậu mà đãi ngộ của Ngũ công chúa cao hơn các chị em khác. Năm Khang Hy thứ 39, tức năm 1700, Ngũ công chúa được phong Hòa Thạc Ôn Hiến công chúa, gả cho Thuấn An Nhan. Ôn Hiến công chúa kết hôn không tính là muộn trong 8 công chúa xuất giá thời Khang Hy. Ngũ công chúa 18 tuổi được phong là Hòa Thạc Ôn Hiến công chúa. Cũng vì công chúa gả cho người Mãn mà không phải Mông Cổ quý tộc ở những địa phương xa. Thuấn An Nhan là cháu nội Đông Quốc Duy, cha của Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu, con trai Loan Nghi Sử Điệp Khắc Thư, là gia tộc được xưng là Đông Bán Triều, hiển hách thời bấy giờ. Cũng vì gả vào Đông gia mà phủ công chúa được xây dựng ở Kinh Thành, cho dù gả đi cũng không cách quá xa gia đình. Trong 8 công chúa xuất giá của Khang Hy, hết 6 người đã phải xa giá đến Mông Cổ hoặc Tây Tạng. Ôn Hiến công chúa không phải xa giá, có lẽ cũng vì Khang Hy Đế và Hoàng Thái Hậu không nỡ gả công chúa đến những địa phương xa như vậy. Năm Khang Hy thứ 41, tức năm 1702, Khang Hy Đế phụng dưỡng Hoàng Thái Hậu đến hành cung Nhiệt Hà nghỉ mát. Nhân Hiến Thái Hậu nhớ đứa cháu gái yêu thích nhất của mình là Ôn Hiến công chúa, nên đã cho người gọi cô cùng đi Sơn Trang, tránh cái nóng mùa hè. Trên đường đi, bà và cháu cười cười nói nói. Mặc dù Nhân Hiến Thái Hậu tuổi tác cũng đã lớn, nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh, đầu óc vô cùng minh mẫn. Thế nhưng thân thể yếu ớt từ nhỏ như Ôn Hiến lại không thể chịu đựng được cái nóng gay gắt giữa trời hè. Cuối cùng, cô đã bị say nắng. Ở thời đại điều kiện y học chưa phát triển, say nắng cũng được xem là một chứng bệnh nguy kịch. Toàn bộ ngự y trong cung đã dốc sức cứu chữa, nhưng vẫn không thể cứu được mạng của cô công chúa trẻ tuổi. Nhân Hiến Thái Hậu và Khang Hy Đế phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thậm chí còn đau buồn đến nỗi quên ăn quên uống. Điều khiến Thái Hậu đau lòng nhất chính là bản thân muốn cùng cháu đi tránh nóng, nhưng cuối cùng lại hại cháu. Nói đi cũng phải nói lại, Ôn Hiến công chúa cũng xem như may mắn nhất trong số chị em gái của mình, vì cô được cả Phụ Hoàng và Hoàng Thái Hậu yêu thương, chiều chuộng từ nhỏ đến lớn. Công chúa đột ngột qua đời vào ngày 1 tháng 7, khi chỉ mới gần 20 tuổi. Năm Khang Hy thứ 48, tức năm 1709, Thuấn An Nhan vì là phe phái của Hoàng Bát Tử Giận Tự mà bị tước đi ngạch phò, giam cầm, sau đó mới được thả ra. Năm Ung Chính thứ 2, tức năm 1724, thụ phong lĩnh thị vệ nội đại thần, cùng năm mất. Năm Càn Long thứ 17, tức năm 1752, huyện chúa Ái Tân Giác La Thị, con gái thứ 9 của Trang Khác Thân Vương Giận Lộc, gả cho con trai Thuấn An Nhan là Nguyên Phương. Đây là thứ tử của công chúa mà không phải là thân sinh.
Năm Ôn Chính Nguyên Niên tới năm 1723, tháng 3, công chúa được truy phong Cố Luân Ôn Hiến Công Chúa. Từ nhỏ, Ôn Hiến Công Chúa đã được nhận những sự giáo dục tốt nhất. Công chúa lại rất thông minh. Trong tế văn cho phụ nữ rất hiếm dùng những từ như thông tuệ, mà trong tế văn Ôn Hiến Công Chúa lại xuất hiện các từ như thông tuệ túc hành, tính tự duyệt hồ thi thư. Không chỉ vì Khang Hy Đế muốn an ủi Hoàng Thái Hậu, mà thực sự vì Ôn Hiến Công Chúa thực sự tài hoa, đáng giá nhận được những đánh giá cao như vậy.